Tạm giữ hình sự ba phụ nữ đánh ghen trước cửa siêu thị. Ba phụ nữ lột áo đánh ghen cô gái trước cửa siêu thị vừa bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội làm nhục người khác. Người thứ tư liên quan được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Tối 17 tháng 6, nguồn tin của phóng viên cho biết Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã tạm giữ hình sự ba phụ nữ liên quan đến vụ đánh ghen trước cửa siêu thị Big C hai hôm trước. Họ bị tạm giữ để điều tra về tội làm nhục người khác, gồm Hoàng Thị An, 27 tuổi, Vũ Thị Vân An, 22 tuổi, cùng ở Hà Đông, và một phụ nữ cùng tham gia đánh ghen, chị Mỹ, 19 tuổi, quê Vĩnh Phúc. Người còn lại sau khi bị triệu tập, ghi lời khai đã được tại ngoại do nuôi con nhỏ. Tối 15 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện clip quay cảnh 4 người phụ nữ đánh một cô gái trước cửa siêu thị Big C thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Theo hình ảnh ghi lại, 4 người phụ nữ này liên tục túm tóc, giật áo, dùng guốc và chân tay đánh cô gái. Nạn nhân khóc lóc van xin và một vài người vào can ngăn, nhưng nhóm phụ nữ không dừng tay vì cho rằng cô gái có quan hệ bất chính với chồng một trong số họ. Nhận tin báo, công an sở tại đã đến đưa Hoàng Thị An, Vũ Thị Vân An và cô gái bị đánh ghen về trụ sở. Hai phụ nữ còn lại rời khỏi hiện trường trước đó ít phút. Cảnh sát xác định hôm xảy ra vụ việc, Vân An cùng ba người phụ nữ trong nhóm đi tìm đánh chị Mỹ vì cho rằng cô gái chín ít cặp bồ với chồng chị ta. Gặp tình địch ở siêu thị, bốn người phụ nữ đã lôi cô gái ra ngoài, hành hung, lột áo. Nêu quan điểm về vụ việc, luật sư Trương Quốc Hòe, trưởng văn phòng luật sư Interla, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng hành vi của nhóm bốn phụ nữ đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nếu đủ căn cứ, luật sư nhận định những người đi đánh ghen có thể bị truy tố về tội làm nhục người khác, cố ý gây thương tích. Nhóm phụ nữ đánh ghen đã có hành động xé áo, giật tóc của nạn nhân ở nơi đông người, ông Hòe cho hay. Ông Hòe cho rằng họ có dấu hiệu phạm vào tội làm nhục người khác với mức hình phạt cao nhất lên đến 3 năm tù. Trường hợp hành vi của những phụ nữ đánh đập cô gái trẻ thỏa mãn các yếu tố thành tội cố ý gây thương tích, họ sẽ bị khởi tố theo quy định tại Điều 104 Bộ Luật Hình sự năm 1999, luật sư Hòe nói. Trường hợp cấu thành khoản 1 tội làm nhục người khác hay tội cố ý gây thương tích, cơ quan cảnh sát điều tra chỉ khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.